Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Hôm nay em sẽ test thử quả Super Mega Ultra Power Soup Bát 30 tới 200. Con này đánh cũng cứ vậy quậy. Kinh hồn bạt vía luôn. Đấy, các bác mà để trong gia đình rượu này nha, đây em đang để thử luôn nha. Em dùng con cục đẩy Yamaha P2007 công suất 8 ohm là 350W. Như vậy là đang đánh con này rất là đuối, cực yếu luôn. Thì em sẽ gọi là vặn cho đẩy hết cỡ luôn. Max minimum nhưng mà vẫn đạt được cái tín hiệu ra chuẩn mà không bị vỡ tiếng nhá. Thì bây giờ sẽ cho âm lượng loàn lời lên chút này. TV hay là cho súp lên này. Màn hơi rung này. Đấy, nghe hơi kinh quá đấy. Đúng không? Rất ghê, quả này đánh kinh đấy, đùa được đâu. Ok. Em chuyển lại cái bài nhạc trước nhá. Bài nhạc này thì nhìn cái màng loa nó kinh lắm anh. Cái màng loa nó thật, các bác nhìn cái màng loa rõ hết cả loa luôn. Đấy. Không biết nó có rơi màng không, phải lấy tay giữ. Úi giời ơi. Xem đẩy nào. Hơi của nó ra rất là mạnh luôn. Quả này để gia đình đánh kinh đấy. Tiếng súp ra rất là mạnh luôn các bác ạ.
Thế thế thôi các bác nhá, chứ không con này em nói thật là 30 tới 2 cô trăm. 40 thì như các dòng B3 thì 500W. 30 tới 2 cô trăm thì là 450W. Đấy, em nói thế thôi. Đấy, công suất gọi là tối thiểu để mà đánh căng là con này. Con này đẩy bãi Nhật mà công suất ra là có 375W 8 ohm đánh vẫn đuối. Em vừa vặn mắc đẩy lên còn đuối, còn vỡ cái tiếng. Đấy, chứng tỏ đẩy đánh vẫn trung bình, chưa được căng lắm. Con đẩy này đánh loa là hay vừa đánh xúc đuối. Đánh xúc phải dồn hai kênh cơ. Ok, thì các bác nào quan tâm đến quả siêu xúc này thì hệ trực tiếp nha. Đây. Qua đẳng cấp. À không phải qua đẳng cấp là rất đẳng cấp. 30 tới 2 côn trăm. Chiếc loại này đánh tiếng kinh thật. Còn này xịn nữa chứ. West Kingdom Anh Quốc. Là thùng nó về hơi xước này em chưa vệ sinh đâu nhá, chưa chấm sơn đâu nhá. Chấm sơn con loại này thì đơn giản. Ok. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip test hết cỡ lần sau.